Con mới về đến nhà. Mở camera lên đi. What do you think? Rồi. Còn nhớ bữa trước mình đã học về những gì nhỉ? Chưa là Bữa trước mình đã học về thầy gì? chụp về hiện tại và quá khứ. Để cho cô một vài ví dụ từ vựng của từ hiện tại, cái từ vựng được chuyển sang dạng quá khứ ấy. Có nhiều từ vựng lắm, bài tập về nhà có khá là nhiều từ vựng. Và Không, nhưng mà cô con không thấy cô gửi không? không, cô gửi trong nhóm, cô vẫn gửi trong nhóm, cô không gửi riêng cho con nữa, tại vì gửi riêng con cũng đâu có làm đâu. Hả, thế cô gửi trên nhóm mà con có chứ không? Cô gửi trong nhóm. Rồi vậy, giả sử nếu như mà con không xem được trong nhóm thì là cô nghe là những từ vựng mình đã học bữa hôm trước nè. Không nhớ về cái này. Không nhớ từ gì, không nhớ cái động từ nào hết luôn á. Những bức tranh nào, bức tranh nói về những động từ. Không. Rồi ví dụ nha, từ này. Vậy khi mình chuyển qua, ok từ này đi, khi mình chuyển qua quá khứ thì mình sẽ thêm gì? Từ này nữa. Thêm ed hoặc là thêm Vậy đi, trong trong trường hợp của hai từ này mình thêm ed hay là đi? thêm âm đi, Cả hai từ luôn hay là sao? hai từ đều Ok. thêm đi. Vậy khi thêm thế này mình đọc như thế nào nhỉ? Mình có ba cách đọc ed này. Rồi tiếp thêm hai từ nữa. Rồi mình sẽ, rồi như từ này mình sẽ thêm need. Vậy mình sẽ thêm như thế nào nhỉ? Ed hay là d? Gì? D như này á. Tiếp nào. Như thế thì nó là mình có nghĩa. Đúng rồi. Để nguyên. No, quá khứ từ này phải thêm. Nó không có từ bất quy tắc. Thì đối với từ này mình sẽ phải thêm đi. Những từ bất quy tắc là những từ mà giống như từ go và mình chuyển qua thành when. Thì những từ này con sẽ không cần thêm ed nữa. Có nghĩa là chức năng của ed ở đây làm gì? Ed và đi ở đây là để mà chuyển qua dạng quá khứ những từ không nằm trong bảng động từ bất quy tắc. Nhưng mà đối với những từ mà như từ eat thì mình có từ qua thành từ ate. Chứ con không thể mà dùng eat được vì nó có từ động từ bất quy tắc của nó mà. Rồi,
want, ý đi hay là đi? Ý đi. Rồi, đây là cách thứ nhất, cách thứ hai. Rồi, thêm một cách đọc nữa nha. Rồi, với từ này mình sẽ thêm đi or ý đi. Easy. Okay, easy. And let's see. Rồi, ở đây mình có ba cách đọc này. Cái nào và cái này, hai cái này. Một cách đọc. Cô xóa này đi. Need và want này là một cách đọc. Rồi, cái này là một cách đọc. Vậy ở đây những chữ như thế này mình sẽ đọc là những chữ ngoại trừ. Ngoại trừ những trường hợp này. Hay là washed. Đi nữa. Đây, washed. Washed. Là cái mà con cần để ý đó là chỉ có hai trường hợp. Một là những từ kết thúc bằng âm đi và âm thi. Mình sẽ đọc là. Đọc là gì nhỉ? Bây giờ ví dụ về từ need. Mình có thêm ed thì mình sẽ đọc như thế nào? Yes. Need mà mình thêm ed thì mình đọc là needed. Needed. Và đối với từ help cũng giống như vậy với từ want, đọc là wanted. Đối với từ help kết thúc bằng âm âm hơi thì mình sẽ đọc là help. Trong trường hợp này ed được đọc là t, helped. Còn ed ở trên này được đọc là đi. Vậy bây giờ mình đã có ba cách đọc. Đấy, từ was này cũng được đọc là t, mình đọc là washed, washed. Yeah. Và cái bài tập này là bài tập về nhà của con ấy. Là tìm hiểu về ba cách đọc của ED. Con vẫn chưa tìm hiểu. Thành ra bài đó sẽ để cho buổi hôm sau nha. Buổi hôm sau con tìm hiểu kỹ lại đi. Bây giờ mình sẽ vào bài học này. Jim didn't tell us what he did on Thursday. What do you think? Đây là một cái message của Jim. Một cái tin nhắn của Jim. Mình có câu ví dụ đầu tiên. Here we are on Thursday. It was a great day. Rồi, ở đây ví dụ đầu tiên người ta chọn là chữ day. Vậy bây giờ con đọc tiếp để điền vào chỗ trống nào. My uncle, me and my friend went overseas. We opened it and ran. Vào sắm. Đây mình có chữ dress, shoes, nose, clown. Look at the picture. Look at the picture. Then my uncle gave me and my friend. Friend của bạn này tên là Ben. Keep cái gì nhỉ? Như cái gì? Như cái con đọc cái phần này này. Đây là here we are on Thursday. It was a great day. Nó là một ngày thứ bảy. Sorry, ngày thứ năm là một ngày tuyệt vời. Ai đây? My uncle.
là cái người viết bức thư này, cái người viết bức thư này đang nói về một người nào đây? My uncle là My uncle. Ok, vậy bây giờ cô sẽ không giải thích ra từng chữ nữa. Bây giờ nhiệm vụ của con là điền vào những chỗ trống ở đây và sau đó mình sẽ sửa. Có 4 từ vựng cho 4 chỗ trống. My best friend. Con điền vào chỗ trống đi. Không, nhưng mà con đang dùng điện thoại. Hôm qua cô thấy con làm được đấy. Rồi. Không, nhưng mà nếu mà gạch hoặc là lối thì con còn lấy được. Nhưng mà bây giờ con đang rồi, vậy thì xong, không biết được. Xăm gì đó. Ở đây con điền chữ gì đây? Dressed. Trước khi mình điền thì con nhớ xác định từ, loại từ nha. My uncle put on a big red crown. We up in the close. We vậy cần câu tiếp theo con chọn. Which crow? Mình không cần nghĩ gì nhiều khi mà mình thấy ở đây có chữ we là một chủ ngữ, là một subject ấy. Ok, một subject được chưa? Thì khi một subject mình thấy là ở đây hoàn toàn chưa có động từ này. Ở đoạn trống này chưa hề có động từ thì mình phải tìm vào một động từ để vào đó. Giả sử mình không biết nghĩa. Chứ ở đây chưa có động từ con không thể điền danh từ vào được. Và danh từ ở đây của mình là những danh từ là những cái gì nhỉ? Danh từ đương nhiên đó là những đồ vật. Danh từ chủ từ, danh từ sờ được và danh từ không sờ, không cầm nắm được. Cloud. We cloud. No, cloud chỉ là chú hề. Là chú hề ấy. Thì mình đang nói đến một người, danh từ chỉ người, danh từ chỉ đồ vật. We show up in the clothes. Yeah. Show, right? Có biết nghĩa của từ show là gì rồi phải không? Man can put on some really put on a big dress. Uncle put on a big red. Nice. Anh em mình. Big red. Nose. Nose. Câu cuối cùng. He was really funny. I put on some really big green clothes.
clothes, no clothes, con chỉ có 4 từ thôi. Con có dress, shoes, nose and clown. Look at the picture. Con hãy nhìn vào bức tranh đi. Cái bài này người ta đang mô tả cái bức tranh đấy. I put on là mặc cái gì đó vào hoặc là đeo, mang. I put on some really big green cái gì đó mà mỗi từ mình chỉ chọn một lần thôi. Dress, vậy từ cuối cùng chỉ là clown, phải không? Yeah. Clown. Rồi, bây giờ dịch. Con dịch bài này đi. Here we are on Thursday. Chúng tôi ngày thứ năm. Gì nữa? It was a great day. Nghe bài này mình nhìn sao nhỉ? Con dịch một câu đi, con dịch một câu tờ dấu chấm đi. Một câu cho chấm. Ngang cái chữ mà it was a great day đến cuối cùng chữ present này. Bài đeo chiếc mũi to màu đỏ. Không, ở đây này, ở trên này này. Hồi nãy cô mới đọc cái đoạn về trên rồi, bây giờ con đọc từ đó đến cuối này luôn. Yeah. It was a great day. My uncle gave me and my friend Ben a present. Rồi giờ con dịch ra tiếng Việt nào. Tôi và các bạn và bạn ở đây. Ý đang nói ít ở đây đang nói đến ngày thứ năm ấy, là ngày thứ năm là một ngày tuyệt vời. My uncle, chú của tôi, cho tôi và bạn tôi một hộp quà, một món quà. Và khi mà we opened it and found some. Mở món quà ra. Khi mở món quà ra thì thấy cái gì đâu? Quần áo chú hề. Vậy bây giờ con ở đây con điền chữ dress. Có đúng chưa? Như vậy là đúng chưa nhỉ? Con này đúng mà. Ở đây từ dress ở đây nó là một động từ đấy. Nó là một động từ. Và ở đây thì mình không hề cần một cái động từ ở sau đại từ chỉ định, đó là từ some. Mình không hề cần một động từ ở đây. Còn từ nào hợp lý hơn nữa không? Thấy đoạn này chúng tôi mở hộp quà và thấy một vài clothes, áo quần gì nhỉ? Con nhìn vào trong bức tranh đi, áo quần gì? Chú hề. Vậy đây mình có thể điền chữ cloud được không? Wow, áo quần chú hề. Tại vì dress ở đây là mang, mặc. Áo quần chú hề ở bên trong. We in up in the clothes. Vậy sau khi mà đã thấy áo quần chú hề rồi, các bạn này làm gì nữa nhỉ? Đắp mặc. Vậy bây giờ chữ shoe là đôi giày. Vậy giờ đổi shoe thành dress, động từ nguyên mẫu của nó là dress nhưng mà thêm ed thì con nhìn hơi lạ nhưng mà đọc nó vẫn như vậy. Dressed mình đọc cách là chữ t. Ok. My uncle put on a big red nose. Chú của tôi mặc mang cái mũi màu đỏ to vào.
He was really funny. Ông ấy là, nhìn rất là vui. Nhìn rất là ngộ nghĩnh ý. I put on some really big green. Rồi put on. Nếu ở đây mình điền chữ cloud thì nó có trống không? Nó có mô tả được hết không? Cloud ở đây là đúng rồi, tại vì put on là mặc vào hay là mang. Nhưng mà nếu như con để đây chữ cloud có nghĩa là mình đang nói đến chú hề. Vậy tôi mặc chú hề vào á. Nếu như ở đây có từ close ở phía sau giống như ở đây thì mình còn có thể cân nhắc này. Và tôi có thể là mặc cái đó to màu xanh vào. Bây giờ con nhìn vào bức tranh con thấy là ai cái gì đó có màu xanh nhỉ? Vào bộ quần áo. Rồi, bộ quần áo rồi. Nhưng bây giờ con tìm cái gì để có màu green đi. Giày. Giày, đôi giày. Đúng rồi, shoes. Đôi lúc một cái bài này con không cần phải hiểu hết nghĩa. Con chỉ cần hiểu phía trước và phía sau là mình có thể làm được rồi này. Rồi, I walk very well. We all laughed and laughed. Đây, người ta đã mô tả cái bức tranh này thôi. Okay. Tiếp theo. Jim was with his uncle and Ben on Thursday. Okay. What did Jim dress up as? What did Jim dress up as? Đây là Jim. Và đây là Ben. Bạn của Jim. Vậy Jim đã mặc cái gì nhỉ? Kim đã mặc đồ vào để trở thành ai ấy? Đã mặc crown. Dạ. Yeah. Clown. Did he enjoy being a clown? Did he enjoy being a clown? Being ở đây là thích ấy. Nên anh ấy có thích làm một chú hề không? Chị đang nói đến Jim ấy. Yes. Yes. Okay. Which person in A climbed mountain when she was young? Rồi cái này là cái bài A, bài đầu tiên khi mình mới vào. Bây giờ nhiệm vụ của con là tìm cái người trong cái pitch, trong cái câu chuyện này leo núi khi mà cô ấy còn trẻ. Người đó tên là gì nhỉ? Okay. Người đó. Người đó tên là Daisy. Daisy, let me see. You're Daisy. Okay. Five differences between the pictures. Đầu tiên, the woman in pictures is Daisy when she was younger. Cái này đang nói tới Daisy và Fred khi mà họ còn trẻ. Bây giờ con look at the two pictures and tell me what are the differences. I want picture two. A crowd picture two is sunny. Yeah, picture one, there are two clouds. Picture two is sunny. Picture one is day shot a blue. Picture two is red in a t-shirt. Picture one is taking photo. Who is taking a photo? Con phải phân biệt giới tính nào. He's taking photo. Đúng rồi. Picture two, he's
Taking read book. Ôi mà leo lưới mà vẫn đọc sách được mình là... họ chỉ đang làm vui nhộn thôi mà. No, he is not taking read book. Còn nữa. It's a true mountain. Picture true. It from mountain. Yes. Picture one. It's a A bear. Bear. Con không biết con gấu Bắc Cực này nó gọi như thế nào ấy. Ồ, bên này đâu phải là gấu Bắc Cực đâu ta. Gấu Bắc Cực là màu trắng mà. Ừ thì vâng, cái này màu trắng mà. Ở bên này á, bức hình thứ hai á. Bức hình thứ hai cô thấy đó là tảng đá băng mà, tảng băng hay là ngọn núi mà. Con nhìn này có lại tưởng là con gấu Bắc Cực. Không phải đâu, nếu gấu Bắc Cực là polar bear. Hết chưa nào? Cloud, sweater, taking photo, bear, mountain, cloud, bear, taking photo, sweater, and mountain. Ok chưa? Now let me check. Daisy is wearing a blue jacket. Ở đây thì chắc chắn không phải là shirt rồi, đang đi leo núi mà. Lạnh thế này mà làm sao mà wear shirt không được. Thì phải có thêm một cái áo khoác. Người ta sẽ có áo chuyên dụng để leo núi nữa cơ. Ok, bên này là red jacket and blue jacket. The weather, how is the weather? Really cloud. Cloudy, nhiều mây và nắng. There are 3 mountains and 4 mountains. There's a bear. No bear. Cái cuối cùng. The man's taking a photo. And the man is reading. Yeah, he's reading a book. Okay, that's good job. Write the name of 4 people you know. Rồi, đây, ôn lại từ vựng mà con kêu là con đã quên nè. Viết cái tên 4 người mà con biết. Bên cạnh một cái tên là viết một thứ mà bạn biết hoặc là nghĩ một trong 4 người đó đã làm vào tuần vừa rồi. Và có thể sử dụng những cái động từ được cho này để làm câu. Ví dụ bạn của con đi, hoặc là bố đi. Father, my father play gì đó. Hay là bạn, my father call to his friend vào tuần rồi. Friends last Saturday hoặc last weekend cũng được. Ok. Rồi tiếp nào. Đó là một người. Người thứ hai. Dạ, con. Rồi. Người thứ hai nào. My friend. My friend. My friend going bookshop. Mình không cần to call his friend last week. My friend. Mình đang sử dụng. Không, đã xảy ra ở tuần vừa rồi mà. Thì sao dùng going được? Going là đang dùng hiện tại. Go là cổ thứ nhất. Go to eat. No, go to go sẽ có động từ bất quy tắc của nó. Nó sẽ trở thành went. My friend went. Bookshop. To the bookshop. To the bookshop. Rồi, tiếp theo. My brother.
My brother. Đi chơi bằng. Went to the place basketball. My brother went out to play basketball. Rồi, câu cuối cùng nè. Câu cuối cùng. Cuối cùng chắc nói về mình. Me. I. Đứng đầu câu luôn luôn phải là I đi đâu? I làm gì? Lớn làm gì? Ai quên? Sợ con này. Dạ. Rồi, câu cuối cùng nè. I went to the rivalry. I went to the rivalry. Library. I went to the library. Nè. Mary play tennis on Tuesday. Hoặc là they will call lots of friends. Như vậy cũng được. Write the words in alphabetical order. Rồi, bây giờ con sẽ sắp xếp những câu này lại. Ok, câu đầu tiên đã bị lộ. Con viết lại đi. Sắp xếp trật tự đi. Theo bạn chữ cái. Nhưng mà nếu như mà tính ra thì câu này mình sẽ sắp xếp như thế nào cho nó phù hợp nghĩa. Đây. Winter. Questions. Mình cần chủ ngữ, bất cứ câu nào mình cũng phải cần chủ ngữ trước nè. Xác định chủ ngữ, rồi. Alex, động từ.
Động từ ở đây là từ gì? Rất là dễ nhận biết, tại vì no, tại vì nó có, mình đang nói về dạng quá khứ thì nó có ed nữa. I like answer. Bây giờ số này mình có, giờ mình còn lại 50 questions yesterday. Không, đánh số đi. Alex, number one. Answer, number two. Rồi, còn ba chữ còn lại mình sắp xếp như thế nào? Number 50 questions. Nhưng mà Alex answer 50 questions yesterday. 50 phải đứng trước 50 câu hỏi vào ngày hôm qua. Ok. The Fred Town near Leap Zoo. Đầu tiên sẽ tìm một chủ ngữ. Và chủ ngữ đó là gì nhỉ? Fred, động từ. Một động từ nè. Không thấy động từ ở đâu. Động từ rất là dễ nhận biết. Yeah. Leap, sống. Gì đó. Giờ mình còn the two at the town near zoo. How number three, number four, zoo, Fred number two, leap number Fred one, leap two, near. Near không phải là number five, near the town zoo. Fred sống ở gần cái thị trấn sở thú. Jane Jeans Wednesday on his band. Câu cuối cùng này. Rồi, mình làm nhanh câu này rồi mình nghĩ nhá. Động từ nữa. Xác định động từ nữa. Tiếp theo. Mình còn jeans. Đúng rồi, his. Cái gì đó của Jane, của band. Jeans. Và cái trạng từ về chỉ ngày, nơi trốn, trạng từ tỉ tần suất ngày tháng như thế này, Wednesday, thì sẽ để cuối cùng. Ben changed his jeans on Wednesday. Rồi, vậy thôi mình nghĩ nha. Các con sẽ tìm hiểu cho cô cách đọc, ba cách đọc của ED. Hôm sau cô lại hỏi nữa nha. Vì hôm nay cô đã giải thích rồi, con tìm hiểu và hôm sau trả lời. Ok, good night.